Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của tuần này. Chào em. Dạ em chào chị. Mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 33 tuổi. Ngay bây giờ thì khán giả không có được nhìn thấy mặt của em. Vì lý do gì? Tại vì cái này là cái vấn đề mà nó hơi tế nhị chị. Em muốn được bảo mật thông tin, chỉ là trò chuyện thôi chứ mà thấy mặt. Tại vì em làm bên kinh doanh đó chị. Nhiều khi sau cái câu chuyện này thì khách hàng sẽ nhìn mình với ánh mắt khác đó, mình ngại như vậy. Chị cũng không biết là em sẽ kể câu chuyện gì, nhưng mà nó có gắn với một cái nỗi sợ nào đó. Dạ. Có không? Dạ có chị. Ở đây thì cái tâm nguyện của mọi người sẽ luôn được tôn trọng. Thế thì bây giờ đã che mặt rồi thì chắc là không có dám đặt tên đâu. Vậy thì bây giờ mình sẽ gọi tên là cái gì đây để dễ nói chuyện với nhau nè. Dạ chắc em lấy nickname bạn bè cũng hay gọi cho em á. Là giấu mặt dữ chưa? Hả? Rồi bạn bè hay gọi em, có nghĩa là giờ mình nói cái nickname này ra rồi tụi nó biết. Chắc em nghĩ là không sao, tại vì cũng có nhiều người tên này. Tại vì tên này là tên phổ biến, tên tiếng Anh nó phổ biến. Tôi không biết đâu nha, cái này là tự nguyện nha. Rồi vậy giờ tóm lại là tên gì nè? Dạ em lấy tên Saki, tại vì bạn bè em cũng hay gọi là biệt danh Saki á chị. Saki, ok. Rồi bây giờ câu chuyện của em, nếu như buộc phải nói một cách khái quát thì bây giờ chắc khi em sẽ nói một cái từ khóa gì về câu chuyện của mình? Chuyện về bạn trai dụ dỗ chị. Là bạn trai của em? Dạ đúng rồi. Khi em dùng từ bạn trai thì điều này đồng nghĩa với việc là mọi người sẽ hiểu rằng là mình thuộc cộng đồng LGBT kịp lên. Dạ. Vậy thì bây giờ câu chuyện của mình bắt đầu cách đây bao nhiêu lâu rồi? Nói chung em kể là từ sau cái câu chuyện mà chuyến đi Vũng Tàu là một năm về trước. Một năm về trước, có nghĩa là câu chuyện này rất là mới luôn. Dạ, khoảng là một năm đến một năm rưỡi, nhưng diễn ra là cuối năm 2022 á chị, đầu năm 2023 á chị, là khoảng rơi vào Noel 2022. Lúc đó em quen bạn này được bao lâu rồi? Em quen bạn này cũng hơn một năm rồi. Trong hơn một năm quen nhau thì cái tình cảm của em với bạn này, theo em cảm nhận thì nó có an toàn và bạn này có tử tế với em không? Có, tại vì em quen bạn này là mình cảm nhận được một cái sự tin tưởng, an toàn, với lại tạo cho mình cảm giác vui, hợp tính, nên em mới quyết định quen cái bạn này từ lúc đó. Hai bạn quen nhau như thế nào? Các bạn quen nhau là do mình biết nhau từ một người bạn, do làm ăn chung, do học chung, hay là do quen từ một cái app hẹn hò? Em thì quen bạn này do đi sinh nhật của một bạn đồng nghiệp làm chung. Thì hai bạn bắt đầu liên lạc với nhau, tìm hiểu nhau. Thì trong cái quá trình mà liên lạc tìm hiểu nhau á, thì cái tần suất, thời gian mà mình gặp gỡ thì bao nhiêu lâu thì các bạn sẽ có một cái lần hẹn nhau, gặp nhau một lần? Thường tụi em hẹn nhau là khoảng buổi tối hoặc là những ngày cuối tuần. Hoặc là đột xuất thì bạn đó có thể nhắn trước khoảng 1-2 tiếng. Lúc đó nếu mà em rảnh thì em đi. Có nghĩa là gặp nhau có thường lắm không? Một tuần cũng khoảng là 2-3 lần thôi chị. Cũng thường đó. Thì trong một năm đó theo như em tả, thì cái độ gắn kết thân thiết của hai bạn là cũng nhiều, chứ không phải là một cái cuộc tình theo kiểu là yêu xa, hời hợt, hay là lâu lâu mới gặp nhau để mình nói rằng mình không có biết gì về người bên kia hết, đúng không? Công ăn việc làm thì thế nào? Bạn này thì cũng làm bên mảng kinh doanh luôn chị. Sao tự nhiên tôi hỏi hồi tôi giống như má chồng tương lai vậy trời. Rồi tiếp nè, cái cảm nhận của em về cái người bạn của mình trong cái thời gian đó nha, thì bạn này được em đánh giá ở cái khoảng thời gian đó là một con người ra làm sao? Khi em đánh giá tiếp xúc với bạn này thì em thấy bạn này là một cái con người rất là hoàn hảo, hoàn chỉnh và cũng lịch sự. Trong cái từng lời nói và cái câu chữ nó cũng là chất châu chuốt. Em thích cái người đó ở cái khoảng thời gian đó vì những cái biểu hiện gì cụ thể? Hiểu ý mình, cũng chăm sóc và nói chung cũng làm cho mình vui á. Em thích những cái mẫu người là mình nói một câu họ bọc lại một câu mà theo đúng của mình, chứ không phải là như em nói một câu chuyện này họ có thể nói theo cái câu khác á, để cho câu chuyện nó trở nên hấp dẫn hơn. Nói chung phải trên em một bậc thì em thích cái kiểu đó. Nghĩa là cái người hiểu ý của mình, bắt được cái nhịp. Đúng rồi chị, đúng rồi. Và làm cho mình cảm thấy là mình được thấu hiểu lắm. Dạ đúng rồi. Giống như mình nói một câu bạn đó sẽ hiểu và nói thêm những cái ý tiếp theo á chị. Rồi về cái lối sống và cái giao du xã hội của cái người bạn đó vào thời điểm đó thì em thấy thì sao? Tìm hiểu kỹ thì em chỉ là biết cái đời sống của bạn này là gia đình cũng nói chung là cũng khá giả, ba mẹ cũng làm nói chung cũng trong cái môi trường kinh doanh luôn. Thì cũng hỏi về gia đình, bạn bè với lại có anh chị em gì không, chứ thật sự em không có đào sâu về vấn đề của người ta. Thế là mình chưa biết được cái thông tin chi tiết đó. Dạ, của đúng, bạn ấy. Đúng rồi chị. Và cái cuộc tình này nó một năm hơn
chỉ tập trung vào cái sự thấu cảm của hai cái của người hai trong người. Cuộc vậy dạ, thôi. Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà mình rất hài lòng. Dạ hài lòng về. Rồi sau đó? Tụi em quen nhau thì tới cái những cái ngày cuối năm á chị, gần Noel thì bạn này có một cái lời đề nghị em đi Vũng Tàu chơi. Thì lúc đó em cứ nghĩ là đi chơi bình thường thôi. Bạn này có nói với em là lên Vũng Tàu sẽ có một nhóm nam nữ của bạn đó nữa là sẽ tập trung lên đi chung. Thì em cứ nghĩ bình thường là khi mà lên Vũng Tàu là sẽ gặp bạn bè chung thôi, chứ không có nghĩ về cái vấn đề ABC hay là vấn đề gì hết đó chị. Thật sự là em đã đi Vũng Tàu với bạn này cũng mấy lần và cũng y chang như vậy thôi, chứ không nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng mà lần này thì lại khác. Bạn này hẹn một cái nhóm bạn đó cũng Vũng Tàu thì cứ gặp gỡ giới thiệu thì cứ là vui vẻ bình thường. Nguyên một đám bạn này cũng lịch sự, không ai mà có một cái gì để cho mình nghi ngờ hết. Chưa có nghĩ về cái vấn đề kia chị. Vậy thì cho đến lúc nào thì nó mới bắt đầu hết an toàn, nó mới bắt đầu bất thường, và cái kia là cái gì nó mới xuất hiện? Siro bộ phế Nam Hà chỉ khá lộ không đường, thích hợp cho người kiêng đường, thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tụi em là ăn uống ở ngoài Vũng Tàu, mua những đồ hải sản về khách sạn để nướng BBQ. Thì cái đó em thấy cũng bình thường, không có gì để đáng nói. Và rồi khi mà nướng BBQ thì cũng có mua bia rượu. Khi mà ăn uống no say rồi thì có một bạn trong nhóm và cái anh người yêu đó luôn, anh nói là mình tổ chức party group nha, party group s*** đó chị, party group s*** đó chị. Thì em nghe cái chữ đó em bắt đầu em tưởng là cái gì, thì em mới hỏi nhỏ là anh người yêu, ủa anh ơi đây là cái gì mà tại sao mà bạn bè anh nó lại rủ em như vậy. Thì anh mới nói nhỏ là chơi này là chơi tập thể. Em nghe em quản lắm luôn, em không biết là cái này làm sao. Tại vì em chưa bao giờ em nghĩ ra cảnh tượng đó. Nó rất là kinh tởm và nó rất là không biết cảm giác mình lúc đó như thế nào. Dừng chỗ này nhiều giây đi. Khoan hãy bàn tới câu chuyện nói như thế nào. Bây giờ chị muốn hỏi về vốn của em trước đã. Tại thời điểm đó là em nhiêu tuổi? Năm đó là em cũng khoảng là 29 chị. 29 tuổi. Dạ đúng rồi. Thì 29 năm trải qua trong cuộc đời của mình, với cái một là về kiến thức, sức khỏe, sinh sản, tình dục của mình, hai là cái trải nghiệm thực tiễn của bản thân mình, nó đã có chưa? Dạ có với bạn này rồi. Có với bạn này dạ, rồi. Dạ đúng rồi. Ngoài bạn này ra thì hồi trước cũng có quen là một có bạn, là cũng đã có rồi. Nhưng nó là bình thường là thôi. Câu chuyện rất là đơn lẻ, đúng một rồi. Một. Dạ đúng rồi. Thuần túy là một một. Dạ đúng rồi. Nên mình không hình dung được câu chuyện bầy đàn. Đúng rồi. Đám đông là cái gì? Là cái gì luôn. Nhưng mình đã từng nghe nói đến chưa? Em thì chưa có từng nghe đến, chỉ là một một thôi chứ không có nghĩ đến cái vấn đề đó. Tại vì em là không có phải tìm hiểu như những cái người kia là cần vấn đề đó nhiều. Ở đây chị không nói là em cần, mà ý ở đây là mình đã từng nghe nói đến thì có nghe nói chưa? Chưa bao giờ nghe nói hết, thật sự là vậy luôn. Như bản thân em tới tận tuổi này là em thật sự em nói thiệt với chị là em chưa bao giờ nghe tới cái vụ này. Cho nên bữa đó là mình rất không là... hiểu chuyện gì hết trơn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thì bạn đó là có rủ em và có gợi ý em về cái vấn đề đó, nên em thấy là rất là lạ. Nên hồi nãy em có nói, em mới hỏi lại bạn đó là cái này là sao vậy anh? Bạn bè anh nó nói như vậy nghĩ là sao? Thì anh đó mới nói nhỏ vào cái lỗ tai em á là tụi anh thích chơi tập thể. Vậy em có muốn tham gia, mục đích anh rủ em bữa nay là để cho em chơi tập thể với nhóm của anh. Trời ơi, lúc đó em tháo quả tại sao mà lại rủ mình chơi như vậy mà không nói mình một tiếng. Em tức thà nói mình từ đầu đi, không nói một tiếng, rủ một đám bạn đó mà mình chưa có biết tụi này là tụi nào. Và mình được đặt vào một cái bối cảnh, một cái tình thế, chuyện gần như đã rồi. Thời điểm đó là mấy giờ? Thời điểm đó tụi em ăn uống xong là cũng khoảng là 11 giờ á chị. Đêm? Một đêm đúng rồi. Tại thời điểm đó cái nhóm của các bạn ấy có bao nhiêu người? Tính luôn cả em. Cái nhóm đó là bao gồm bạn, tính luôn cái anh đó luôn và em luôn. Cũng khoảng là 10 người chị, tại vì thuê một cái phòng tới 2 phòng ngủ, một cái căn hộ 2 phòng ngủ là 10 người. Nên em cứ bắt đầu em nghĩ là ở tập thể đông sẽ chia cái tiền đó 5 người, đúng rồi chị. Nhưng mà không nghĩ tới cái mục đích xa xôi như vậy. 10 người của các bạn là gần như là cùng một giới về giới tính sinh học, hay là có cả nam, có cả nữ về hình thái sinh học? Thì cũng có những cái bạn nữ mà tham gia, nhưng mà trong cái thời gian đó là những cái bạn nữ này á là họ trở về phòng của họ rồi, chỉ còn lại những cái bạn nam thôi là còn ở đây thôi. Là tại vì trong nhóm chỉ có 2 bạn nữ và cái 10 đứa là chỉ có 2 bạn nữ và 8 bạn nam chung em với các bạn đó luôn. 2 cái bạn nữ là bạn gái của 2 cái bạn nam trong 8 cái bạn nam này.
hay là hai cái bạn nữ đó chỉ đơn giản là hai cái bạn nữ bình thường chơi chung với 8 bạn nam này thôi? Theo em được biết, tại vì em có gặp qua lúc ăn uống á, chỉ nói là bạn bè chơi chung, tại vì mình không có đào sâu về cái vấn đề riêng tư của người ta. Tại vì mới gặp á chị, thì sau khi hai cái bạn nữ này về phòng của hai bạn đó thì là mới có chuyện nó xảy ra. Thì một bạn nam mới gợi ý anh người yêu em với lại em là có muốn chơi như vậy không. Nên anh người yêu em là ok, tại vì thật sự khi mà quen em, ảnh giấu cái vấn đề đó rất là kỹ. Em không nghĩ là ảnh là một cái con người thích như vậy luôn. Ai ngờ đi Vũng Tàu mới bộc lộ ra là một cái con người như vậy. Rất sốc và rất là kinh tởm về anh người yêu này. Rồi cái diễn biến kế tiếp là gì? Ảnh rủ em tham gia. Thì lúc đó em nói, ủa anh ơi, em cũng không có biết cái vấn đề này là chơi sao hay là sao. Những cái người bạn này em phải không có chơi chung thì lại sao rủ em chơi như vậy. Bây giờ anh cho em một cái lời giải thích. Ảnh mới giải thích là tụi anh muốn là chơi bất ngờ, và có một cái người mới tham gia một cái nhóm đó chị, là vậy nên em là cái người mới trong một cái nhóm đó. Tại vì trước giờ em chưa bao giờ gặp mọi người trong cái nhóm này. Trời ơi, em nói em không có tham gia, em nói thằng em không tham gia. Em chỉ cần anh thôi chứ em không có còn tham gia về vấn đề đó. Em nói xong ảnh cũng không có cho em ra hỏi cái câu chuyện đó, cái cuộc vui đó. Thì em lúc đó em có khóc lóc, em mới là văn sinh là em chưa bao giờ chơi vấn đề này, và em lại không có muốn chơi vấn đề này nên em xin anh cho em không có tham gia đây. Tại lúc đó là mọi người đều có cái men rượu hết rồi nên không có kiềm chế được. Em mới dùng cái cửa ra, em đẩy cái cửa ra để mà em chạy ra ngoài. Lúc đó chị biết không, em nước mắt ràn rụa. Từ khách sạn em mà tới bãi biển cũng khoảng một cây số rưỡi. Em ngồi đó để mà em khóc. Em khóc quá trời là tại sao lại có một người yêu hoàn hảo như vậy mà lại hành động như vậy. Em rất là buồn, em khóc tới gần tới sáng luôn, không có về khách sạn. Tại lúc đó ảnh không có tìm em và không có liên lạc em lúc đó luôn. Tại ảnh vẫn tham gia với cái nhóm của ảnh lúc đó, không thể nào mà ảnh ra được hết. Ảnh coi trọng bạn ảnh hơn người yêu mình. Em cũng không có liên lạc lại, em muốn để ổng chủ động liên lạc với em. Em thuê một chiếc xe ở ngoài, em về là Sài Gòn trong buổi sáng hôm đó luôn. Qua một buổi tối á, ảnh mới là gọi điện thoại cho em để mà có thể hỏi tại sao mà em mất tích đầu buổi đêm hôm đó. Đồ đạc của mình thì vẫn còn ở khách sạn. Dạ đúng rồi. Và coi như là mình về lại thành phố Hồ Chí Minh. Cái cuộc gọi đầu tiên mà bạn ấy gọi cho em là khoảng mấy giờ? 7 giờ có một cái xe về Sài Gòn. Là em về trong thời gian đó là khoảng 8 giờ xe gần tới Sài Gòn, ổng mới gọi cho em. Là lúc đó là buổi sáng và ổng tỉnh rồi. Khi mà bạn ấy gọi cho em thì cái tâm thế của bạn ấy là cái tâm thế của cái việc xin lỗi, hay là cái tâm thế của cái việc là ủa cái chuyện đó có gì đâu, em làm gì ghê vậy, rồi bây giờ em đang ở đâu? Không phải là anh đang có lỗi, mà là theo cái chiều hướng mà tại sao ngạc nhiên như vậy, mình ở đâu, mình làm cái gì. Nói chung là ổng là trong một cái cơn mà quay cuồng, tại vì chị nghĩ là khi mà uống rượu bia thì cũng kích thích rồi, ổng đã mê lúc đó rồi. Nếu mà ổng quan tâm em lúc đó là em mở cửa ra thì anh đó phải chặn em lại và không cho em đi. Ổng nói với bạn ổng á, thôi nó muốn đi đâu kệ nó, tao không quan tâm đó. Ổng nói em lúc đó nên em càng tức và em càng buồn khi mà em chạy ra cái bãi biển. Em không nghĩ là cái việc mà bạn ấy nói cái câu đó và em ra được khỏi cửa lúc đó là một điều may mắn của em à. Và sáng hôm sau cơ bản cũng đã giảm đi cái sự ảnh hưởng của chất kích thích. Và bạn ấy gọi điện cho em với một cái tâm thế là ủa giờ này đâu mất tiêu rồi, sao giờ này còn chưa về. Thì cái điều này không phải liên quan đến việc chất kích thích, mà điều này nó liên quan đến lối sống. Là đối với bạn ấy thì cái việc tập thể, cái việc mà có một cái lối sống nó trụy lạc, bầy đàn, nó được coi là một cái trải nghiệm bình thường, chứ không phải là câu chuyện thuộc về sự đê mê hay là mất kiểm soát. Thì em thấy là đối với bạn đó là chuyện bình thường, nhưng mà còn đối với em á thì lại là một chuyện không bình thường. Đó là với em. Yeah. Đó là lý do tại sao khi chúng ta yêu một người, chúng ta phải đi tìm kiếm cái sự tương đồng về giá trị của hai bên. Không tự dưng mà người xưa để lại cho tụi mình cái câu môn đăng hộ đối. Cái câu môn đăng hộ đối khi mà mình hiểu đầy đủ ý nghĩa, chị thực sự tâm phục khẩu phục cái câu đó. Chứ chúng ta không có hiểu cái câu môn đăng hộ đối theo đúng một cái nghĩa duy nhất, đó là nhà giàu cưới nhà giàu. Mà giàu ở đây duy nhất là về mặt tiền bạc. Môn đăng hộ đối nó phải được hiểu về trình độ tư duy, về nếp nhà, về lối sống, về những cái giá trị mà cả hai bên tôn trọng trong cái việc nuôi dạy con cái và trong cái việc mà chúng ta giữ lấy nó để thiết lập cái lối sống của hai nhà. Bạn ấy coi cái việc tập thể trụy lạc là một cái điều trải nghiệm bình thường. Dạ. Yeah. Nhưng với em nó không bình thường. Bữa giờ sao hai đứa đi chung với nhau? Em để ra không biết bạn này là có cái tính như vậy.
Thì tụi em quen nhau thì cũng bình thường, nhưng mà anh này rất là giấu rất là kỹ về cái vấn đề đó. Nếu mà em biết từ đầu là em đã chia tay sớm và em sẽ không có theo anh này và em sẽ không có quen ngay lúc đó rồi. Chị không nghĩ là anh giấu đâu. Tại vì anh giấu anh đâu có rủ em đi Vũng Tàu. Nếu mà không giấu kỹ á là ổng biết rất ghét cái vấn đề này. Nhưng mà tại sao mà lần đó là ổng lại rủ em là có một cái vấn đề nào đó? Trước cái chuyện đó xảy ra, em đã từng nói với ổng là em ghét cái chuyện đó chưa? Không, em không có nói, em chỉ nói là em quen ngay, em chỉ quen một thôi chứ em không có bắt cá hai tay một lúc. Em quen ai là em chỉ quen một người. Dạ. Em không có thích tùm lum người. Dạ. Cái khái niệm tùm lum đó được anh hiểu là như vậy nè, là bắt cá nhiều tay. 2, 4, 6 em đi với anh, 3, 5, 7 em đi với anh khác, chủ nhật em đi với đứa thứ ba. Và có thể ảnh cũng là cái người như vậy, ảnh cũng không có thích 2, 4, 6 đi với đứa. Ừ. 3, 5, 7 đi với đứa, chủ nhật đi với đứa. Nhưng ảnh sẽ là cái đứa mà 2, 4, 6 cùng một lúc đi với nhiều đứa, như cái bữa đi ở Vũng Tàu. Có thể với bạn ấy tập thể, nó không có nghĩa là yêu cùng một lúc nhiều đứa. Cho nên thực ra bạn đó không có giấu em gì hết trơn á. Và chính vì không giấu cho nên mới có cái cú rủ em đi Vũng Tàu. Và cái cú rủ em đi Vũng Tàu là để làm gì? Là để công khai với em đó. Và hãy cảm ơn vì cái đêm đó mình thoát ra được cái phòng đó. Thế thì cũng sau cái cuộc gọi đó, mối quan hệ của hai đứa thế nào? Tiếp tục. Em thì lại muốn là một mình, muốn ở một mình để mà có thể mà suy nghĩ lại những cái mối quan hệ này. Em nói ảnh như vậy đó chị. Ảnh xuống lại rồi nói là biết đêm hôm đó là em không thích mà anh sai rồi. Anh cứ nghĩ em là lại cũng muốn cái của lạ như nó như vậy. Anh cũng là rất xin lỗi em và mong em tha thứ và có thể mà hả mình có thể tiếp tục mối quan hệ. Ảnh nói với em như vậy á chị. Em lại không có trả lời. Khoảng buổi chiều thì em mới trả lời ảnh, giống như là trong một cái thời gian để coi ổng có yêu mình, quan tâm mình và ổng phải nhắn tin liên tục hay không. Thì ổng chỉ nhắn một cái câu duy nhất thôi, em không trả lời là ổng không trả lời. Đáng lẽ đối với nhiều người khi mà như vậy là họ phải nhắn tin liên tục để cho người ta có thể mà trả lời lại một câu. Mà lần này em không trả lời, ổng không trả lời luôn. Lúc đó em lại không chấp nhận được một người như vậy nữa. Em có nói một câu là để cho em có một cái thời gian suy nghĩ lại, chứ nghĩ là không phải là chia tay hoàn toàn, vẫn còn giữ mối liên lạc nhưng mà theo cái mức mà giảm xuống một chút xíu á chị. Ừ. Đó, giống như là trở thành bạn bè lại như hồi trước khi mà quen nhau, để cho ổng có thể biết được cái lỗi sai của ổng và em cũng có thể mà chiêm nghiệm lại là có nên tiếp tục giữ vững mối quan hệ này hay không. Hàng ngày là cũng có nhắn tin chúc ngủ ngon hoặc là như là lúc trước mình quen là được rồi. Đó, nên em mới nói như vậy. Và cho tới bây giờ thì lại em lại không có quen ai nữa. Tại vì sau cái vụ đó em lại không có tin tưởng một ai hết. Nên em có coi ảnh là một người bạn bình thường thôi chị, chứ không phải là người yêu nữa. Nếu bây giờ ảnh đề nghị quen lại thì em đồng ý không? Ảnh đề nghị quen lại thì em cũng phải suy nghĩ lại chị. Tại vì chứ không phải là đề nghị lại là mình có thể mình chấp nhận liền. Em suy nghĩ lại cái gì? Ly nước tràn rồi thì có thể hàn gắn lại nữa. Tại vì mình cũng hiểu ý ảnh vậy rồi. Sau này ổng sẽ làm cho mình những cái gì mà sốc hơn nữa, những cái gì mà ghê hơn nữa. Nên em lại không chịu được cái đó. Mới suy nghĩ là thôi, bây giờ là mình cứ giữ liên lạc với bạn bè như vậy đi. Mình để cho thời gian trả lời. Thời gian sẽ trả lời được là có thể quay lại được hay không. Thời gian không có trả lời em gì hết trơn á. Cái quan trọng là em phải trả lời được cái sự khác biệt của em với ảnh nó nằm ở đâu. Cái điều quan trọng em phải trả lời được em đang sợ hãi cái gì? Điểm yếu của em nó nằm ở đâu? Em có tin là nếu như bây giờ anh nhắn tin cho em liên tục 3 ngày với những cái lời ngọt ngào, với những lời quan tâm hỏi han, ân cần hơn bình thường, ngày thứ tư anh rủ em have sex với nhau, em gật đầu. Em tin chị không? Em nghĩ nếu mà cái trường hợp đó là ngần ngại 3 giây vậy là có rồi. Em hiểu điểm yếu của em ở đâu chưa? Là người ta sẽ rót mật vào và người ta quan tâm mình. Là cái đó là cái điểm yếu khi mà người ta liên tục, người ta hỏi han và người ta chăm sóc mình như vậy. Thì em nghĩ là cái điểm yếu của em là quá dễ bị phụ thuộc. Em vẫn biết có những cái thứ nó vượt ra khỏi cái sự chịu đựng của em. Em vẫn biết trong cái lối sống của người ta là những cái điều mà em không chấp nhận được. Nhưng có vẻ như người ta chỉ cần chiều chuộng em một chút, người ta quan tâm em một chút, người ta ngọt ngào với em một chút là em sẽ buông xuôi. Minh chứng cho thấy điều này nó nằm ở đâu? Là nếu như cách đây một năm về trước, chỉ cần cái ngày hôm đó mà anh chịu nhắn tin dồn dập cho em từ sáng tới chiều,
thì có vẻ cái đêm mà mình tung cửa mình chạy ra ngoài bãi biển mình khóc nức nở cả một đêm thì thôi chắc là mình cũng quên. Rồi mình cũng đồng ý quen cái người này. Rồi mình cũng mặc kệ cái sở thích đó của ổng. Đúng không? Thì nói chung là em cũng có một cái cảm giác không bỏ thì cũng không lỡ bỏ, mà thương thì lại không thể chấp nhận được. Tại sao mình không tự tin vô bản thân như vậy vậy? Tại vì em là một cái con người mà khi mà mình đặt tình cảm vào một người nào đó là mình yêu hết lòng, mà lại gây cái cú sốc này cho mình là mình không chấp nhận được cái vấn đề đó, nhưng mà mình vẫn còn thương người ta. Chia tay thì lại không chia tay được. Nếu như phân tích cho tận cùng á, là bạn không có tôn trọng em. Tại vì không ai làm vậy với người mình yêu hết trơn. Người mình yêu là tôi phải giữ cho riêng một mình tôi. Cái sở thích bệnh hoạn đó của tôi, dù có thì tôi cũng không có được làm. Tôi cũng không được bưng người yêu của tôi ra để cho người ta hưởng chung nữa. Thì rõ ràng là có hai cái nghi vấn rất lớn, là một, bạn nó có yêu em hay không. Thì cái chỗ này nó quá tổn thương rồi. Căn bản là nó là một cái điều đầu tiên thôi, duy nhất bạn ấy làm, bằng sự bao dung quá lớn em có thể cho qua. Còn lại trong một năm với nhau, có thể hai đứa toàn những chuyện vui. Điều này nó làm cho em cảm thấy là em buông cái người này ra, em tiếc. À đúng rồi chị. Nhưng nó còn một điều nữa nè, em không tin vào bản thân mình đúng không? Hình như là cũng có thể là như vậy chị. Chưa có quen người mới để mà có thể quên được cái anh này. Hiện tại là em lại sống trong cái vòng luẩn quẩn như vậy đó chị. Tập trung vào việc tìm kiếm những cái niềm tin. Khi em thiếu những cái sự tự tin vào chính mình đó, em sẽ luôn bị phụ thuộc vào người khác. Em cứ phải luôn dựa vào người khác để em cảm thấy được yên tâm. Và điều đó nó khiến cho em có thể không rời khỏi một cái mối quan hệ độc hại. Có thể bây giờ em không có cảm thấy tự hào về chính em. Em có thể cảm thấy mình không đủ tài giỏi. Có thể em không thấy mình không đủ đẹp. Em không thấy là mình kiếm tiền không nhiều. Ngồi trước mặt chị bây giờ là một chắc kia không tệ. Hình thể em không tệ, nhan sắc em không tệ. Hiện giờ mình có phải xin tiền ai để mình sống không? Dạ không chị. Trời ơi, vậy mình tự lập rồi. Ba mẹ mình ở nhà mình có làm gì tội lỗi với họ không? Dạ không. Tử tế rồi. Dạ. Rồi tự nhiên không tự tin vô bản thân mình là sao? Được chưa? Dạ rồi. Ngoài cái con người này ra, mình có rất là nhiều những cái người khác khỏe mạnh hơn về mặt tinh thần để mình kết nối. Rồi ngoài cái chuyện yêu ra, trời tôi có quá trời chuyện để tôi làm trên đời này luôn. Thì tự dưng em cảm thấy là không có việc gì mà tôi phải gắn bó, tôi phải phụ thuộc với một cái mối quan hệ mà sơ hở là người ta thao túng tôi, sơ hở là người ta thao túng tôi hết. Chung là sau hôm nay em cũng cố gắng là hạn chế tương tác lại cái mối quan hệ đó, và cũng tập trung cho một cái người, cho mình, cho bản thân mình hơn. Cho mình, dạ, đúng bản thân mình hơn. Thực ra chị rất là cảm ơn em khi mà em rất là rõ ràng trong cái việc lựa chọn một cái lối sống là nói không với một cái trải nghiệm tình dục như vậy, một cái sự trụy lạc như vậy. Đầu tiên đó là cái cảm giác tôn nghiêm cá nhân là nó bị suy giảm. Và cái gọi là cái sự tuyệt vời của cái hoạt động tình dục ở loài người á, nó khác với loài vật khác ở chỗ đó là người ta trải nghiệm cái điều đó xong, người ta cảm thấy người ta yêu cái cuộc sống này hơn, người ta yêu bản thân của mình hơn. Chứ người ta không cảm thấy là tôi xấu hổ hay là tôi thấy tôi tệ hại đi. Và cái thứ hai, lây nhiễm. Cái yếu tố lây nhiễm đó đến từ rất nhiều lý do mà y học chứng minh được trong câu chuyện là hoạt động tình dục mang tính bầy đàn. Chỉ hai lý do đó thôi, nó đủ về mặt tâm lý và thể chất để chúng ta nói rằng là tại sao chúng ta nên nói không. Và chị rất là ủng hộ với cái sự dứt khoát của em trong cái việc này. Tại sao ngày hôm nay em quyết định chia sẻ cái câu chuyện của mình? Em muốn chia sẻ để cho mọi người biết á chị, là khi mà mình quen người tình đi, hoặc là người yêu, hoặc là ai đó, thì mình cũng phải tìm hiểu kỹ họ có những cái tính đó hay không. Tức là cái tính bài đàn là no ngay từ đầu, và cần có giống như em là để khi mà đặt một mối quan hệ nào đó có tình cảm một hai gần 2 năm rồi thì mình tin tưởng hoàn toàn người đó, và người đó cho mình lại một cái cú sốc như vậy. Nên em muốn thông qua cái chương trình này á, để cho người mọi người á, sẽ xem được, có thể biết được. Tại vì thật sự em chia sẻ thật là em chưa có come out với gia đình nên em chọn hình thức giấu mặt là để bảo mật thông tin đó chị. Yeah. Chị ủng hộ. Chúng ta được quyền chọn những cái cách để chúng ta cảm thấy là khi tôi chưa sẵn sàng thì tôi không có chơi lớn. Vì có rất nhiều hệ lụy ở phía sau mà chỉ có tôi là người gánh vác thôi. Nên là cái gì an toàn thì mình lựa chọn. Không phải chỉ bên vực, nhưng chí ít thì cái việc mà mình thoát khỏi cái đêm hôm đó, nó vẫn có những cái dấu hiệu được coi là cái sự trắc ẩn sót lại chút ít của cái người bạn của em.
việc mà bạn ấy để cho em đi nó cũng là một cái hình ảnh cho thấy là bạn ấy cũng có lòng nhân. Bởi vì 8 con người đấy, trừ em ra là 7 người, em không thoát được đâu. Thôi thì coi như là cái vận mệnh đời mình nó còn cái điểm sáng. Và không phải ai cũng may mắn như vậy, thưa các bạn trẻ. Nên là hy vọng là các bạn sẽ phải rất là cẩn trọng với những cái chuyến đi, với những cái mối quan hệ. Chắc khi chia sẻ câu chuyện này thì không biết nãy giờ quý vị khán giả lắng nghe, thì chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ không ngay lập tức sa lầy vào một cái định kiến là mọi người sẽ gõ những cái comment, gõ những cái bình luận là đấy, LGBT là như vậy, cộng đồng đồng tính là như vậy. Chúng tôi vẫn muốn nói rằng đây là một cái lối sống mà dù bất cứ giới nào các bạn vẫn có thể sa lầy vào. Và rất hy vọng các bạn hiểu rằng đây không phải là một điều đúng đắn. Nó không phải là một cái trải nghiệm mang tính vẻ vang của tuổi trẻ, và cái hậu quả để lại nó có thể đeo đẳng cả đời các bạn. Bởi vì nó có thể được lưu lại bằng hình ảnh, nó có thể là những cái bóng ma quá khứ, nó quay trở lại và nó xuất hiện, nó phá hủy bất cứ cái tương lai của các bạn vào một cái thời điểm nào đó mà các bạn không thể nào trở tay kịp. Và chưa kể là cái câu chuyện thuộc về việc phá hủy danh dự, mà nó còn là sự nguy hại về sức khỏe tại cái thời điểm đó nữa. Và có những cái căn bệnh mà đôi khi chúng ta chỉ có thể biết nói giá như, chứ không thể có một cái cách nào khác để phòng ngừa. Thì hy vọng rằng là các bạn hãy cẩn trọng, và cũng hy vọng quý vị phụ huynh cũng sẽ có những cái sự cảnh giác nhất định để có thể định hướng cho các con. Và bây giờ thì thời gian của chương trình cũng đã hết rồi. Chúng ta tạm biệt nhau và chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Chúng ta hẹn gặp nhau vào tuần sau mọi người nhé. Rồi anh sinh năm bao nhiêu? 1982. Anh làm nghề tự do là làm nghề gì, anh có thể nói rõ hơn cho em được không? Nghề tự do về ngành xây dựng. Xây dựng rồi. Vậy thì hiện tại cái mức thu nhập của anh là bao nhiêu ạ? Mức thu nhập mình tầm khoảng độ hơn 10 triệu. 10 triệu rồi. Bây giờ anh nói cho em nghe về cái điểm mạnh yếu của mình đi. Yếu của mình thì nhút nhát một chút thôi. Nhưng mà điểm mạnh của mình thì hay nói tính tình, hay nói thẳng. Rồi gì nữa, anh cứ nói hết đi. Anh là người như thế nào, tính cách anh như thế nào? Vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng, hay là ở trong trong gia đình thì anh là người như thế nào? Trong gia đình mình thì luôn luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu của mình có rượu chè bê tha hay gì không? Điểm yếu của mình thì hay mình hay nóng một chút thôi. Rồi, vậy thì về cái tình trường anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mình thì có một mối tình. Rồi anh kể cho em nghe mối tình đó đi nhé. Mối tình đầu tiên thì năm 2009 trong Sài Gòn ấy, yêu một người ở đấy, nhưng mà bởi vì là lúc đó là thời gian từ miền Bắc vào miền Nam nó địa lý nó xa cách quá, nên từ đó mình chia tay không gì nữa, không đi vào tuần đi nữa. Là anh chị là ở qua cô đó chưa? Ý là mình bảo là thì đấy, trong Sài Gòn đấy là mình vào đấy một thời gian rồi, nhưng mà bởi vì trong đấy nó xa quá mình không ở đấy được nữa. Rồi vậy mình hiện tại mình độc thân được bao lâu rồi ạ? Ở trong đó đấy. Độc thân? Độc thân thì mình được hơn 42 năm rồi. Hôm nay 42 tuổi. Rồi ok, nói chung là mình đã độc thân lâu rồi đúng không? Vậy thì bây giờ cái mẫu bạn gái mà anh mong muốn là gì nè? Cái của mình bây giờ là người là tầm vừa phải thôi, người thì vừa phải. Nhưng mà tính tình thì phải, con gái thì phải nóng tính một chút, nhưng mà quá thật hiền lành. Anh cao mét bao nhiêu? Em
75 rồi bạn, ví dụ như bạn ấy ở đâu thì được nè, cùng quê hay là ở ngoài miền Bắc với anh? Thì thôi, cái phận mình ở đâu gặp đấy thì mình không quan trọng ở quê quán hay gần hay xa, ở đâu cũng được. Nhưng mà nãy cái mối tình đầu của anh là anh ở xa cho nên là anh mới chia tay đó. À, ở xa thì thôi mình cũng ở miền Bắc này nhưng mà ở bán tận ở trên Tuyên Quang thôi. Nói chung là ở miền Bắc ha. Vâng. Rồi. Cô ấy đã từng kết hôn có con được không? Từng kết hôn có con đấy là không. Sao vậy ạ? Thì không là không. Có vậy không có lý do gì hết. Ừ. Rồi. Rồi, không nên là không có hôn nhân rồi, ok rồi, đây là một buổi casting bằng hẹn hò thôi. Nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình sẽ có một người làm việc với anh sâu hơn ha. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Chị nhé. Các bạn là bản thân của mình, họ tên, ngày tháng, năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình ha. Thế nào anh ơi, anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhá. Vâng. Rồi, xin mời anh. À, tôi tên Đỗ Tấn Được ạ. Sinh 1982. Đỗ Tấn Được 1982. Công việc quê quán. Công việc quê là chủ tiệm cắt tóc ạ. Chủ tiệm cắt tóc. Hiện tại đang ở đâu? Nằm ở Thái Bạch A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi. Rồi. Anh Được bây giờ là anh đang cắt tóc ở quận Bình Tân đúng không? Tiệm này là tiệm mình thuê làm ở tại nhà mà mình mua được. Làm chủ luôn ạ. À? Vâng, nhưng mà tiệm là chuyện mình thuê là mình đã có nhà riêng rồi. À, mình thuê mà bạn để mình kinh doanh ạ. Rồi. Quê của anh ở đâu? Viên quán ở Lóc Vò, Đồng Tháp. Ừ, Đồng Tháp. Anh lên thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu lâu chưa? Hơn 10 năm ạ. Anh thành phố Hồ Chí Minh 15. Rồi. Anh là một người như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Không nghe rõ. Ông, à, anh có điểm mạnh điểm yếu ra sao? À, điểm mạnh biết nấu ăn và biết vui vẻ mọi người. Nấu ăn. Điểm yếu? Lúc buồn hay đi cà phê nhẹ nhẹ thôi. Cà phê của anh là lấy hình thức gì? Hình thức là chúc mừng trà hát với nhau. Còn trà hát với nhau. Rồi, trước giờ anh từng kết hôn chưa? Không nghe rõ. Trước giờ anh từng kết hôn chưa? Dạ chưa. Chưa từng kết hôn. Anh có mấy mối tình rồi? Mối tình thứ nhất là ở lúc còn ở quê, lúc còn ở đi học. Còn lúc còn có một mối tình là lúc chia tay cũng thời gian cũng hơi 16 rồi. Nói chung là lên Sài Gòn là có một mối tình là bắt đầu là từ năm bao nhiêu và kết thúc là mấy năm? Lúc kết được quen là tại 2009. Rồi xong thời gian cũng tìm hiểu nhau cũng khoảng 2016 kết thúc. 7 năm tìm hiểu à? Vâng. Gần như là tầm 7 năm để tìm hiểu, để nói chung là mình đã yêu nhau rồi đúng không? Một mối tình dài á. Cái tình dài là tìm hiểu cũng thời gian 7 năm để mạnh dẫn tương nhân á. Nhưng cuối cuộc là nó không, hai người không hợp, không nhất trí thì thôi, chia tay cũng tương tự vui vẻ bình thường chứ không có gì. Nhưng mà cái cốt lõi của nó là tại sao mà không đi tiếp được? Tại vì nếu như chuyện hai bên thì không hợp nhau thì không cũng đang kết thúc. Hello. Tại vì nếu cuối cùng lại là không hợp nhau đó thì thôi chúng ta cũng để anh nói lại vừa là bị mất. Không nghe rõ, chương trình nói lại cho hỏi. Em đang hỏi là lý do mình kết thúc là gì?
Khi cái năm 12, 14, 15, 16 ở trong thời gian đó hai bên nó không được học, nó không được cho đi đến sự hôn nhân đó, thì thôi thì trong hai bên đứng đặng chia tay nhau. Hai bên nào anh, và không đi đến được hôn nhân là vì làm sao á? Thì cũng một lý do gì kinh tế hai với hai người đó, bữa tôi và người cô gái kia đó. Nói chung là về kinh tế là không có thỏa thuận được với nhau để mà kết hôn hả? Vâng ạ. Rồi. Vậy thì mỗi người em mong muốn chương trình tìm kiếm là như thế nào? Người phụ nữ thì nói chung là cũng biết làm, biết chăm lo gia đình và cũng giữ gìn. Ngoại hình, chiều cao, mặt mũi, tóc, tai. Thì ngoại hình cũng dễ nhìn thôi, nhưng mà chiều cao thì cũng tầm tầm trên mức 5. Công việc của cô ấy thì như nào phù hợp mình? Nói chung là nếu được chương trình ghép với cùng nghề thì tốt. Cùng nghề thì cũng có cái công việc ổn định để làm chia nhau rồi giúp cho được. Rồi. Thu nhập của anh hiện tại là cắt tóc thì thu nhập trung bình thì là bao tiền thôi? Tầm tầm gần hơn 25 ạ. À, 25 triệu. Nếu bây giờ bạn gái mà đã đổ vỡ một lần đò thì anh có chấp nhận không? Không, không quan trọng chuyện đó đâu. Không quan trọng đúng không? Không quan trọng. Thế người ta có con riêng thì sao? Thế như có con riêng thì cũng cũng hơi ngại ngại lắm. Thì sao? Thì sao anh? Nếu mà họ mà anh sao tìm sao? Ý là anh cứ thoải mái bày tỏ về cái yêu cầu của mình, anh không phải ngại gì hết á. Cái này không phải phát sóng. Anh yêu cứ đây là anh yêu. Anh cứ thoải mái. Có con riêng thì làm sao? Anh chấp nhận đâu? Dạ không. Rồi. Nhưng mà ví dụ như là cô gái đấy mà con cái thì chồng cũ của người ta nuôi thì cô không bị vướng bận đó thì cô ok không? Không nghe rõ. Nếu mà cái cô gái đấy mà có con rồi nhưng mà chồng cũ của cô ấy nuôi, cô không bị vướng bận vì con cái thì anh có đồng ý không? Nói chung là bên nhà gái mà có con riêng, không vướng bận bốn con, mà mình vui hết thì không biết ạ. Vâng, ok, cảm ơn anh được nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen. Nếu mà tìm một người phù hợp thì biên tập sẽ liên hệ lại với anh nhá. Vâng, cảm ơn chương trình. Cảm ơn. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, chương trình cảm ơn anh. Dạ, em mời anh chị biên tập phỏng vấn giúp em nha. Rồi, chào anh ha. Em là Uyên, biên tập của chương trình. Ở đây thì còn một số biên tập khác nữa sẽ phỏng vấn anh. Thì anh đầu tiên anh giới thiệu về bản thân mình giúp em ha. Họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp ạ. Anh tên Dương Đình Ngọc. Dương Đình Ngọc. Năm nay 38 tuổi. Anh đọc anh chưa cũng có vợ mà ly hôn mấy năm mà chưa có con. Anh ly hôn mấy năm rồi? Ba bốn năm. Ba hai bốn anh? Ba năm. Ly hôn 3 năm. Rồi anh nói về cuộc tình này giùm em đi. Là anh với vợ anh quen bao lâu rồi kết hôn, rồi ở với nhau bao lâu rồi chia tay, lý do chia tay là gì? Thì là đợt đấy là vợ anh thì đòi lập nghiệp ở ngoài Hà Tây á, mà anh thì ở trong từ nhỏ anh sống ở Hóc Môn, ở Sài Gòn nè, nên anh quen cuộc sống ở đây rồi, mà vợ anh thì nó không chịu vào, thì nó ở ngoài đấy miết mấy năm trời rồi anh mới ra tòa, rồi tụi anh mới đưa đơn cho tòa mới ký ra ngoài tòa ký. Khoan, anh với chị là quen lúc đó là yêu xa hay sao?
Không, tại đợt đó anh về chỗ bà ngoại ở ngoài quê Hà Tây thì nhờ dì mai mối dùng. Thì quen nhau được một thời gian thì cưới. Quen bao lâu rồi cưới? Lúc đó anh có nói với chị là phải vô trong Sài Gòn sinh sống không? Cũng không nói em, cho nên cũng không biết được ý người ta sao, nói chung cũng không nói em. Là anh không nói, này là nguồn lỗi một phần cũng do anh đúng không? Ừ đúng rồi, tại anh cũng không nói mà người ta cũng có nói là người ta cũng không muốn vô Sài Gòn nên cũng không biết được em. Xong rồi cưới nhau về rồi mới biết là chị không thích vô Sài Gòn. Đúng rồi, rồi vợ anh ở miết ngoài Hà Tây mấy năm xong bắt đầu. Vợ có nói anh lý do gì sao không? Thì đâu có lý do gì đâu, tại vì gia đình có là con gái một nên không có muốn cho đi xa. Rồi vợ ở ngoài đó mà anh cũng không có di chuyển ra ngoài Hà Tây ở được à? Không, tại anh từ nhỏ làm ghế sofa mà với anh trai anh hai người làm chung nên anh không có rời đi công ty ra ngoài đó được. Ra xưởng ra ngoài đó được. Tại vì đúng rồi. Rồi xong rồi cái là 3 năm chia tay luôn. Đúng rồi, chia tay chứ đúng rồi. Ai là người quyết định chia tay? Tại nói chung cũng cả hai người. Lúc mà chia tay thì chị có nói gì với anh không? Thì cũng đâu có nói chia tay, nó ra ngoài đó nó ở miết thì anh phải đưa đơn ra tòa thôi chứ sao. Tại nó ở miết ngoài đó nó có vào đâu mà. Rồi đưa đơn ra tòa à? Đúng rồi. Tại vì vợ anh nó về miết ngoài đó nó có ở ngoài đó chứ nó có vô đâu. Thì cũng như là đã xác định là vợ anh nó không muốn vào Sài Gòn này từ ngay từ lúc đầu á. Mà thì cứ ở miết ngoài đó không? Mấy năm. Anh không có ngờ lại cái chuyện vợ đàng hoàng à? Thì anh mới nói nhưng mà vợ anh cũng không có nói gì hết, cũng cứ ở ngoài đấy chẳng nói gì hết. Là hai anh chị là không có con luôn? Chưa có, tại vợ anh ở miết ngoài đó lấy đâu có con em. Rồi thì nói chung nhưng mà về rồi có ở với nhau ngày nào không, hay là vợ ở ngoài đó riết rồi anh cũng ở trong đây riết rồi cũng không có hả, cũng trên danh nghĩa là vợ chồng chứ thật sự cũng chưa có làm ăn gì? Thì đúng rồi, tại vì anh vẫn cứ ở nhà anh có cái giường một thì anh cứ ở miết ngủ miết cái giường một chứ có ai đâu, có vợ có vào đây đâu mà. Nhưng mà lúc cưới là anh về quải à, rồi có động phòng gì không? Thì cũng có nhưng mà nói chung thời gian nó ngắn quá mình không có kịp thời, nói chung là không có làm gì, nói chung là không có thời gian, chỉ đi vào đây làm ăn thôi chứ đâu có gặp nhau nhiều đâu mà em. Rồi ok, thì khi mà anh, nhưng ngoài cái lý do là vợ ở ngoài đó là con một không vào được, còn có lý do nào khác không? Không, anh thấy chẳng có lý do, tại vợ chồng mình có cãi nhau ngày nào đâu mà. Có nghĩa là chẳng có mâu thuẫn. Vậy thôi, anh nói gì để anh, còn chị thì vẫn cứ ở ngoài đó. Đúng rồi, vậy thôi chứ cô cãi nhau. Anh không bay về ngoại để làm rõ việc này à? Thì anh cũng có đi ba bốn lần nhưng mà ý của nó vẫn quyết là không có muốn vào Sài Gòn này, có nghĩa là ở ngoài đó gần bố, gần mẹ, gần bà con. Hoặc là lập nghiệp ngoài đó thì mới chịu, còn anh thì xưởng trong này làm với anh trai trong này anh đâu có ra được. Anh đâu có học ngoài đó được. Hiện tại là anh là chủ xưởng hả? Không, anh chung với anh trai làm chung. Chung với anh trai làm ghế sofa. Công việc của anh là làm cái gì? Là mở xưởng hả? Mở xưởng sản xuất thì ghế sofa hả? Anh em đóng ghế rồi bọc may bọc rồi giao hàng. Thu nhập của anh hàng tháng thì khoảng bao nhiêu? Thì cũng nói chung là anh trai thì nó mới làm chính, còn anh thì cũng chỉ là phụ thôi, có nghĩa là cũng khoảng 15, có 15 triệu. Là hàng tháng anh trai trả tiền anh 15 triệu tháng hả? Đúng rồi, là trông coi với phụ á. Rồi, bây giờ thì điểm mạnh, điểm yếu của anh như thế nào? Sao vợ anh thì anh có thể quen thêm ai không?
Không, anh cũng chưa có quen ai nha. Tại đi làm biết rồi, sáng đi đến rồi đi xuống Bình chỗ Tân Phú với Thảo Tiến nè. Rồi trong xưởng rồi tối về thì trời lúc đó đã tối rồi, đã còn có hôm 8-9 giờ mới về nhà, 9-10 giờ mới về nhà. Thế đâu có quen ai. Rồi bây giờ thì đến với chương trình thì anh có tài lẻ giờ không, hát hò gì được không? Được, được hết mà, anh hát được hết mà. Rồi, vậy thôi cha, hát hát tặng chương trình một khúc đi, cũng như là thể hiện được cái tự tin mạnh dạn của mình nè. Hát bài một xíu biển, thôi. Biển, thuyền và biển okay. Em. Rồi, mời anh. Chỉ có thuyền mới yêu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bằng đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau dạt vỡ. Nếu tư giá thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố, nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố. Rồi ok, và mẫu người của anh mong muốn là như thế nào nào, về ngoại hình, tính cách, công việc? Thì anh thì cũng nhiều tuổi, cũng thấy đại đa, cũng dễ chịu, có nghĩa là thì người có khoảng 30 đến 35 tuổi, em có công việc ổn định, một là gần Long An hoặc là gần Sài Gòn là được, ở Long An hoặc Hóc Môn nữa em. Gần gần. Rồi những cái tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh ha anh ha. Đúng rồi, chứ đừng xa quá em. Tại xa đi về nó như trường hợp vợ anh xa cái đi mất hút luôn em. Rồi công việc của bạn gái anh có yêu cầu không? Ví dụ như cũng ly hôn đang nuôi con rồi, có anh có chấp nhận được không? Thì nói chung là nếu mà em kiếm được độc thân thì được, mà không có thì phải phải thí dụ phải có người, không có thì phải kiếm người có con cũng được, thí dụ vậy. Nhưng mà anh có đủ nói chung là anh có đủ thời gian tiền bạc này kia để chăm sóc hai mẹ con người ta không á? Thì nói chung nếu mà em kiếm được độc thân thì càng tốt, có nghĩa là vậy. Độc thân nếu dụ 30-35 tuổi chưa có gia đình nhá, em kiếm cái đó cho anh cũng được, ví dụ vậy. Cho thoải mái. Chứ còn không về con này thì... Còn không có thì vẫn có ly hôn, ví dụ như ly hôn với ly hôn người ta hiểu hoàn cảnh của anh. Còn ví dụ như gái độc thân người ta cũng muốn tìm một cái người đàn ông cũng độc thân như người ta á anh. Tại vì ai cũng có cái mẫu người, mẫu hình cho mình mà, ha. Thì đúng rồi. Thì nếu mà em kiếm không chưa có gia đình thì tốt, mà không có thì phải kiếm người có gia đình rồi cũng được, có nghĩa là vậy. Rồi anh còn yêu cầu gì đó không anh? Không, tính anh thoải mái, không có yêu cầu gì cao đâu. Tạm tạm là được, không cần. Rồi đây chỉ là cái vòng phỏng vấn đầu tiên của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Thì nó sẽ có vòng 2, vòng 3 nữa. Nên nếu như mà anh được lọt vào vòng 2 của chương trình thì bên em sẽ liên hệ lại với anh ha. Dạ, vòng 2 thì khoảng bao nhiêu lâu em? Cái này thì tụi em cũng... Vòng 2 thì ví dụ như là có mấy bạn ở bên chương trình gọi lại cho anh thì là anh biết em lọt vào vòng 2 đó. Còn nhưng mà nếu như mà không có gọi lại thì là mình cũng không có lọt vào vòng 2 anh ha. Nhưng mà diễn ra khi nào em? Vòng 2 Vòng 2 thì ví dụ như trong tháng này, trong cuối tháng này, cuối tháng sau. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh ha. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây.